Xin chào quý vị khán giả của Hà Nội Review. Vậy là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn cũng đã kết thúc. Và sau những ngày nghỉ dài như thế, việc quay trở lại công việc có thể là sẽ khiến quý vị cảm thấy hơi uể oải và căng thẳng một chút. Vậy nhưng quý vị đừng lo, bởi vì Hà Nội Review có một cách giúp quý vị có thể lấy lại năng lượng và tinh thần ngay lập tức. Hãy đi cùng với Hà Nội Review nhé! Trượt ba tanh là một môn thể thao giúp vận động toàn bộ cơ thể, giúp bạn tăng cường sức khỏe, cải thiện sức bền và sự dẻo dai. Khi bạn tập trung vào việc trượt ba tanh, bạn sẽ quên đi những lo lắng và muộn phiền, từ đó giúp bạn cải thiện khả năng tập trung và hiệu quả cho công việc. Ngày hôm nay thì Minh Hương có thêm một người bạn đồng hành nữa, đó chính là Linh Phương. Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các khán giả của Hà Nội Review. Minh Hương thì chưa có kinh nghiệm nhiều về trượt ba tanh, còn Linh Phương thì đã chơi từ rất là lâu rồi, vậy nên là hôm nay đã rủ Linh Phương đến đây để có thể là chỉ giáo cho Minh Hương một vài đường cơ bản khi tham gia trò chơi này. Thật ra thì là em cũng đã tập ba tanh từ hồi lớp 3, lớp 4 rồi, nhưng mà cũng hơi lâu mình chưa tập lại, thế nên là cùng cố gắng với mọi người nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi chơi nhá. Hôm nay giá vé của bọn em là 90.000 cho thứ bảy chủ nhật ạ. Giá vé này thì được chơi trong vòng bao lâu? Giá vé này thì mình có thể thoải mái thời gian chơi trong ngày ạ. Thoải mái luôn nhé, không giới hạn. Dạ vâng. Thế ví dụ mà buổi sáng mình đến đây nhá, mình đi ăn trưa, mình quay lại chơi tiếp được không? Mình có thể quay lại chơi tiếp thoải mái ạ. Dạ vâng ạ. Thế mình có muốn thử luôn không ạ? Có, thế cho mình hai vé nhá. Dạ ok ạ. Đây sẽ là cái vòng để mình có thể xác nhận là đang chơi ở trong trung tâm của bọn em. Thì khi mà mình đã sử dụng xong cái dịch vụ của bên em rồi, mình có thể là nhờ với các bạn ở quầy thu ngân để có thể cắt cái vé này. Hoặc nếu mình có muốn chơi tiếp thì mình vẫn có thể là sử dụng và bảo bạn cái thứ nhất là không cần cắt. Em mời mọi người vào bên trong, thì ở bên trong này sẽ có các bạn nhân viên hỗ trợ mình dùng giày và bảo hộ rồi đó ạ. Giày ở trong này luôn. Em chào hai chị ạ. Hai chị size giày bao nhiêu ạ? Đi giày 38. Em đi 37 ạ. Ở đây thì các loại giày có khác nhau không? Kiểu mình mới chơi thì sẽ có loại giày nào riêng không? Bên em có nhập khẩu loại những loại giày tốt nhất ở đây. Loại giày trẻ con thì dành cho loại giày trẻ con thì nó sẽ là Santoshi, còn loại giày người lớn thì bọn em nhập về là loại giày Kogat. Thì đây như là hai giày này thì nó sẽ là loại giày dành cho người lớn, nó sẽ không có má phanh. Người mới bắt đầu với cả chuyên nghiệp rồi ấy, thì cũng là dùng loại giày giống nhau luôn à? Là không ạ. Nếu mà một người đây là một cái loại giày bình thường thôi, dành cho tất cả mọi người đều đi được. Còn bọn em sẽ có những cái loại giày như là giày dành cho slider, giày dành cho slalom. Tức là theo kiểu như là slalom sẽ ở trước cốc, còn nếu mà giày slide thì nó sẽ là dành để phanh ấy ạ, phanh nghệ thuật ấy ạ. Đấy. Thế thì những người bình thường như Minh Hương với cả Linh Phương thì sẽ dùng loại giày này thôi. Ok, bây giờ đi thử nhá. Để em hỗ trợ hai chị đi giày ạ. Hai chị bỏ đồ đạc lên đây giúp em. Trước đây thì em có trượt ba tanh ấy, thì em thấy là giày của em ở bên chân phải sẽ có cái phanh ít và thế. Ở đây thì không có đúng không anh? Vâng, cái phanh này thật ra thì đôi giày bọn em này là đôi giày dành cho người lớn, cho nên là nó sẽ không có phanh để nó đỡ cản trở đến cái việc mà mình đi. Còn trẻ con thì nó sẽ có cái phanh sẽ hỗ trợ, còn mình người lớn rồi thì độ thăng bằng của mình tốt hơn, cho nên là mình cũng không cần dùng đến phanh lắm. Mình sẽ có tip phanh, mình sẽ có cái tip để phanh. Nói thế thì tí nữa anh hướng dẫn bọn em nhé, tại vì em từng cái giày kia thôi và em phanh gọi là ngã để phanh đấy. Dạ vâng. Vâng, thế để em đi giày với hai chị ạ. Thường thì người ta hay ngã là bởi vì do siết giày nó không chặt, cho nên là cái bánh giày nó sẽ không được cố định vào cái lòng bàn chân, nên là đi nó sẽ hơi bị ngả cổ chân dẫn đến việc ngã. Chơi patin thì thường thì chúng ta nên cần đeo bảo hộ để cho đảm bảo an toàn hơn. Cái này là đeo bàn tay này ạ? Vâng, đúng rồi ạ, chỉ xỏ bàn tay vào đây thì nó sẽ chống va đập được cái lòng bàn tay của mình khi mà mình tiếp đất. Ngày hôm nay là chúng ta có cái này, em nghĩ là chị Hương sẽ có một khởi đầu nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà ví dụ mà chơi ở phía ngoài quảng trường như thế ấy, thì cái bề mặt của nó cũng không bằng phẳng, dễ bị ngã đúng không? Đúng rồi, tại vì nó sẽ có kết hợp giữa cả quảng trường, còn sẽ có cả phần cỏ này, hoặc là có những cái gạch ấy. Có nhiều khi là nó bị lật lên ấy, là mình không để ý là mình ngã luôn. Và có những cái rất là dốc mà mình không thể dừng lại được luôn. Thế cũng nguy hiểm, kể ra thì chơi trong nhà này cũng lợi. Chơi trong nhà này vừa đảm bảo về thời tiết lẫn địa hình nữa.
Bây giờ mình sẽ hướng dẫn hai bạn một chút để làm quen với cả đôi giày patin nhá. Đầu tiên là mình dẫn chân để cảm nhận cái độ bánh tiếp xúc với cả mặt sàn. Chân của mình sẽ hơi chữ V một tí nhá. Chân của mình sẽ hơi chữ V một tí, góc 60 độ. Rồi mình thử dê bánh như này. Đây là độ trơn của giày patin. Bây giờ mình sẽ đứng dậy này. Chuẩn bị đứng dậy này. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chụm chân vào, quay cổ tay ra, đứng phát dậy. Ok. À, đứng được rồi. Ok, chân mình sẽ hơi chữ V, góc 60 độ nhá. Để đảm bảo an toàn hơn thì chúng ta sẽ chống tay lên đầu gối. Đầu gối luôn hướng về phía đằng trước, chống như là cho thoải mái lưng nhất có thể. Và sau đó chúng ta bước dần, bước vào bên trong. Bởi vì hình chữ V ấy, nó sẽ tự đi ra ngoài. Như mình này, đó. Đó, chị đang đi được rồi đấy. Đảo chơi liên tục, đúng rồi. Chị không còn năng thiếu thế. Hôm đầu tiên em đi cái này em ngã suốt luôn ý. Thế á? Ngã liên tục. Đúng rồi, tay luôn chống vào đầu gối. Trọng tâm càng thấp thì người càng khó bị đổ. Sau khi mà mình làm quen thế này được rồi thì mình có thể đứng thẳng dậy, nhưng mà vẫn phải hơi cúi người phía đằng trước, không là bị ngã ngửa. Ok. Luôn cúi người phía đằng trước. Em thấy chị có vẻ tốt hơn so với những bạn khác. Thế á? Vâng, em cảm thấy có năng khiếu về giữ thăng bằng. Bởi vì cái lúc mà đầu tiên em chơi á là em đứng lên phát lại ngã tiếp, chứ không đi được như này luôn đâu. Được đấy nhở. Kinh nghiệm để chơi giỏi patin là ngã càng nhiều càng tốt. Ngã càng nhiều sau càng chơi hay. Ui, bắt đầu di ra hai hàng rồi đấy. Bắt đầu di ra hai hàng, chị phải luôn thu gọn chân vào thì nó sẽ luôn tiến về phía trước như này. Thế bây giờ mà đi mà muốn dừng lại thì làm thế nào? Mình sẽ làm trụ để giữ thăng bằng. Khi mà mình làm trụ giữ thăng bằng rồi thì mình dùng chân trái để quết. Mình sẽ dùng lực nhỏ thôi, bởi vì là khi mà bánh ngang này thì nó sẽ không có độ lăn, thì nó sẽ tự ma sát xuống mặt sàn, thì nó sẽ tự tạo ra một cái phanh cho mình. Đó. Mình thử đi nhá. Đây. Đó. Sao không ngã nhở? Chị tưởng chị đứng như này thì nó phải ngã cơ. Chị tưởng chị đứng như này. Ê. Ôi, đỉnh ông, đỉnh ông, đỉnh, đỉnh. Ui. Chơi giỏi ba tin là ngã càng nhiều càng tốt. Nói trước bữa hôm qua. Không nên nói gì hết. Chị thấy không? Mình toàn là bị ngã ngửa ra là bởi vì là do mình không cúi được về phía đằng trước. Trọng tâm của mình càng thấp thì mình càng khó bị đổ. Từ từ thôi. Đúng rồi, chị đi tốt hơn rồi đấy. Giờ thì hãy nhìn Linh Phương thể hiện đây. Chưa biết chơi đều được nhân viên hỗ trợ hết à? Vâng, đúng rồi ạ. Còn nếu mà mình muốn học một khóa chuyên sâu thì khóa học đấy là một tiếng nó sẽ là 300.000 một giờ. Nhưng mà chỉ trong vòng một tiếng đấy là đã có thể chơi được rồi đúng không? Thường trong khoảng một tiếng đấy thì bạn ấy có thể đi một cách trơn tru, đi thẳng một cách trơn tru rồi. Còn nếu mà bảo là đi theo kiểu như là kỹ năng các thứ thì chưa. Cái này nó cần môn này cần thời gian. Vâng. Thấy là những ai mà chơi patin kiểu này đều có khả năng mà giữ thăng bằng rất là tốt nhá. Đúng rồi, và có lẽ là có cả sức dẻo dai nữa, bởi vì là lúc mà trượt như thế này ấy, thì chúng ta cũng sẽ vận động cơ bắp khá là nhiều, khá là khỏe luôn. Khi mà chưa tham gia trò chơi này ấy, thì Minh Hương nghĩ là đây là một bộ môn khá là khó và khó giữ thăng bằng nữa. Nhưng mà chỉ trong tầm 20 phút nhở, làm quen với dây tập này thì đã có thể giữ thăng bằng và bước những bước đi cơ bản rồi. Không chỉ là bước đi cơ bản thôi, mình thấy là chị Hương có thể bắt đầu trượt rồi ý. Tức là cũng có rất là năng khiếu nha. Phương đánh giá như nào về không gian ở đây so với việc là mình trượt ba tanh ở phía bên ngoài đường như các sân bê tông chẳng hạn? Mình thấy là nếu như mà trượt ở sân ngoài đường ấy hoặc là sân bê tông thì sẽ rất là khó, bởi vì là nó không có một cái mặt phẳng đều như thế này mà sẽ có khá là nhấp nhô ấy. Thỉnh thoảng là cũng có những cái mặt rất là phẳng nha, mình đi là kiểu là đang dồn hết sức nha để kiểu là thể hiện kỹ năng, thì bỗng dưng có những cái đoạn mà khúc khuỷu ấy thì rất là dễ ngã. Ở trong đây thì không gian không quá là rộng đâu, thế nhưng mà mình cảm thấy là tương đối là an toàn để mình có thể thể hiện các kỹ năng của mình cũng như là tập luyện thể thao này, và còn có âm thanh âm nhạc nữa rất là hào hứng.
Đúng rồi, khiến cho mình cảm thấy là có một cái hứng khởi hơn để mình chơi một cái vui vẻ hơn. Khá là xả stress đúng không? Ngoài ra ở trong khu vực này thì cũng có các quầy đồ ăn, nước uống nữa. Để nếu như mà quý vị có hoạt động quá sức quá thì có thể ra bên quầy bên cạnh để nạp lại năng lượng luôn. Đúng vậy, mình cảm thấy rất là tiện luôn. Nếu như ở bên ngoài thì chúng ta sẽ không có được những tiện năng như thế này. Mà giá thì cũng không quá là đắt, khá là phù hợp bởi vì chúng ta còn được không giới hạn thời gian. Ở đây chắc chắn là sẽ an toàn hơn và sạch sẽ hơn. Và không gian cũng thoải mái hơn ở chơi ở công viên. Điều bạn thích nhất khi mà tham gia trượt ba tanh ở đây là gì? Em thích nhất chắc chắn là cái gọi là không gian ở đây. Nó đem lại sự thoải mái cho em với cả cho cả những người bạn của em nữa. Giá rẻ cũng rất là gọi là ổn. Vừa ngon vừa rẻ đúng không? Vâng. Vậy thì tại sao cậu lại lựa chọn tham gia chơi trò chơi này? Có rất là nhiều trò chơi khác đúng không? Vâng. Thì không ngờ này, thứ nhất là về sức khỏe thể thao em cũng thấy khá là gọi là thích cả sự tốc độ khi em tham gia. Khu này thì em thấy cũng khá là rộng, mát, nhân viên cũng nhiệt tình. Với cả thời gian nó cũng không giới hạn nên em thấy khá là phù hợp so với giá cả ở đây. Ở công viên ở ngoài thì thường nó sẽ kiểu bị nóng với bụi hơn. Thì em thấy ở trong này có vẻ nó sẽ cảm giác nó vệ sinh hơn, với cả cũng có được người hỗ trợ nữa. Ở ngoài thì không có. Patin nó là một cái môn thể thao mà rất là được ưa chuộng cũng như là rất là tốt cho sức khỏe. Thì chị muốn mang đến đây là một cái nơi mà giới trẻ sẽ có một nơi để vui chơi này, hẹn hò này, kết bạn này. Và là một nơi tạo niềm vui, xả stress cho tất cả mọi người. Nhiều bạn trẻ thì sẽ trượt ở không gian ngoài trời. Vậy thì tại sao mình lại lựa chọn là mở ở trong nhà? Cái mô hình patin ở ngoài trời nó sẽ có rất nhiều bất lợi về thời tiết. Ở trong nhà thì cái mô hình của chị tạo ngay từ đầu là có sàn gỗ này, âm thanh, ánh sáng rất là hiện đại. Và chị nghĩ là nó sẽ phù hợp với giới trẻ cũng như cuộc sống hiện đại ngày nay. Lần đầu tiên trải nghiệm chơi ba tanh và ở một không gian như thế này thì Mỹ Hương cảm thấy vô cùng là thoải mái. Đặc biệt là còn được các bạn nhân viên hỗ trợ cực kỳ nhiệt tình nữa. Đối với những người mà lần đầu tiên đến đây như Mỹ Hương thì đây là một điểm cộng lớn đấy. Nhưng mà không gian ở đây thì lại hơi bé một tí xíu. Nếu như mà đông người hơn ấy, thì có lẽ là rất là dễ có thể bị đụng độ nhau này. Hoặc là mình sẽ hơi bị hạn chế về không gian vui chơi. Thế nhưng mà mình cảm thấy là cái dịch vụ ở đây rất là tốt. Không chỉ là các bạn nhân viên luôn hỗ trợ nhiệt tình như Minh Hương nói, mà bên cạnh ở đây chúng mình còn có cả những quầy để có thể ăn nhẹ nếu như mà cảm thấy đói hoặc là mệt sau khi mình chơi rất là lâu, rất là dài. Ngoài ra thì ở đây cũng có một lợi thế hơn so với những địa điểm trượt ba tanh ở bên ngoài là không bị ảnh hưởng bởi thời tiết này, mưa, nắng hay là gì. Mọi người có thể chơi ở trong nhà, đặc biệt là với thời điểm mà Hà Nội hay mưa và nồm ẩm thế này thì lựa chọn trong nhà là ưu tiên. Hà Nội Review sẽ dành cho địa điểm trượt ba tanh này với mức điểm 3,5 sao. Nếu như trượt ba tanh là một bộ môn thể thao đường phố có thể chơi ở nhiều địa hình thì có một bộ môn thể thao khác cũng tương tự như vậy nhưng mà chỉ chơi được duy nhất ở một địa hình thôi, đó chính là trượt băng. Linh Phương thì đã bao giờ chơi trượt băng chưa? Linh Phương thì chưa bao giờ trải nghiệm trượt băng, thế nhưng mà nhìn cách chơi này cũng như là cách giữ thăng bằng thì có vẻ là cũng khá là giống bộ môn trượt ba tanh đấy. Vậy nên là ngay bây giờ chúng mình hãy cùng trải nghiệm xem là bộ môn này có gì giống và khác so với trượt ba tanh nhá. Các bạn, hôm nay mình đi hai người và muốn trượt băng ấy, thì bên mình giá vé như nào? Giá vé ngày hôm nay nhà em sẽ là 170.000, giá vé cuối tuần, còn vé ngày thường sẽ là 120.000. Mình sẽ phải thuê thêm giày trượt là 30.000 nữa. Nếu mà mình có cần thuê dụng cụ hỗ trợ như hải cẩu sẽ là 60 và cánh cụt là 40.000 ạ. 170.000 thế là mình chơi được trong bao lâu? Ngày thường thì sẽ chơi thoải mái nhưng cuối tuần hôm nay sẽ chia phiên, mỗi phiên sẽ là 1 tiếng rưỡi. Và nhà em sẽ có các khung giờ như thế này ạ. Xem gì ạ? Mình sẽ đi vào quầy đổi giày. Đây đúng không? Ở bên trong này cũng có tủ đồ vô cùng rộng rãi để khách hàng khi tham gia trượt băng không phải mang đồ đạc cá nhân theo. Anh ơi, hai loại giày này thì có gì khác nhau thế ạ? Nó khác nhau ở cái bộ môn ạ. Giày đánh lưỡi dài như này nó sẽ cái phần đế nó sẽ dài hơn. Đây là giày dành cho hockey. Hockey thì nó sẽ bầu hơn chị ạ. Phần này là nghệ thuật để mình thanh. Nhưng mà sẽ thanh bằng cái đầu mũi này. Cách đi thì chị đi vào chân nhá. Cái phần nót giày này, đếp vào trong nhựa xanh của bên đây này. Từ từ, nó bước thứ hai. Và tháo ra mình nhấc cái bên này lên này. À vâng. Mình bấm vào đây.
lấy bóng vừa bóng vừa rút ra tôi em rồi nhá, mình xỏ ra là được nha. Còn mới đầu chơi thì nên đội mũ bảo hiểm và đi bảo hộ đồ bóng với em rồi nhá. Vâng ạ. Kiểu tay đầu gối làm bàn tay và mũ bảo hiểm nữa, kiểu như có hết đấy mọi người. Ở sân mình chơi thôi ạ. Vâng ạ, em cảm ơn. Đi đi thôi. Các bạn nhân viên ở đây cũng rất nhiệt tình hỗ trợ khách hàng. Chắc chắn là người đội mũ bảo hộ rồi. Đặc biệt là với những người mới như bọn mình, đảm bảo an toàn là trên hết. Cảm giác mình như hai con chim bị cụt đi. Các bạn đã biết trượt patin và trượt băng chưa? Chưa, em thì mới lần đầu tiên, nhưng mà đây, bạn này là biết trượt ba tanh rồi. Thì về cơ bản thì trượt patin và trượt băng sẽ giống tương tự với nhau nhé. Mình sẽ đứng chân chữ V, chéo ra ngoài, đó. Và mình nhấc chân lên, bước thẳng về trước, chân chích ra ngoài. Hơi trùng đầu gối một chút ạ, để mình giữ thăng bằng, hơi trùng một chút thôi ạ. Đây, bước này, bước này, bước này, nhỏ một thôi ạ. Mình chưa biết trượt thì mình cứ để bước nhỏ một thôi. Bước như kiểu mình đi bộ đấy ạ, chân hơi chéo ra ngoài. Đúng rồi. Em thấy là cũng giống ta. Giống. Những động tác cơ bản nó sẽ giống nhau. Bạn chưa biết trượt thì mình có thể thuê hải cẩu vâng để ạ, bám vâng nhá. Thế, thế chắc em phải dùng đến hải cẩu rồi. Xem ra là Minh Hương sẽ phải nhờ đến bạn hải cẩu, chứ không thì đi này ngã mất. Vâng, về mặt cơ bản thì em thấy là cũng khá là giống với trượt ba tanh đấy, nhưng mà cảm thấy nó trơn hơn ý. Yên tâm hơn rồi. Bạn cần cánh cụt nữa không? Bạn cần cánh cụt nữa không? Em thì chắc để thử thách bản thân đi. Em không cần. Về đẩy hải cẩu nhá, nó cũng có một số kỹ thuật nhỏ nhỏ thôi. Mình sẽ trùng phần hông này xuống này, đẩy xa hải cẩu ra. Đó, hai chân chích chữ V, bước về phía trước, tương tự như lúc nãy. Hai chân gần như vuông góc, một sóc 90 độ. Sao đẩy hải cẩu mà cũng thấy khó? Làm nào mới có hải cẩu đi hả anh? Mình để chân vuông góc này, chân bước về phía trước, chéo chân ra ngoài, chéo chân ra ngoài, đẩy xa hải cẩu ra. Bạn đẩy thẳng như thế này không có lực, không có lực, phải đẩy xa ra thì nó sẽ có lực đẩy. À, khi mình bước đi nhá, ví dụ như mình giơ tay để giữ thăng bằng này, hai chân vuông góc với nhau nhá, trùng đầu gối này, lấy chân dọc đẩy đi này, trùng xuống này, đẩy đi này. Ôi. Nó như patin ấy, mình chỉ cần xoay vai thôi. Mắt nhìn sang phía mình quay nhá. Cái này phải tập trong vòng bao lâu thì mới biết đi hả anh? Bạn học khá nhanh, nếu mà mình chăm chỉ tập thì một buổi là mình sẽ ra một lần. Bạn muốn đứng dậy nhá, không từ. Bạn muốn đứng dậy nhá, chống hai đầu gối xuống. Chống thẳng một chân lên, rồi chống tay vào đầu gối hoặc là để hông lên này. Đẩy hông lên, đó, đứng dậy. Đó, đúng rồi. Đứng cũng phải có kỹ thuật đấy. Không lo, không đứng được đâu ạ. Ừ, xong chân thì mình bước là nó sẽ đi tại chỗ. Mình phải xòe chân ra ngoài thì mình bước ra đi về phía trước. Thật sự thì cảm giác mà cú ngã đầu đời nó cũng khá là mát. Không đau lắm mà nó mát. Nếu như mà để gọi là có một cảm giác thoải mái và thư giãn sau những giờ làm việc thì tôi nghĩ rằng là đây là một lựa chọn thú vị đấy. Ở đây thì Minh Hương thấy có rất nhiều các em nhỏ chơi ý. Sao mình không thể thua được? Đúng rồi, phải cố lên. Phải cố lên. Tưởng tượng đi trượt băng sẽ ngầu như thế này. Nhưng thực tế là... A few moments later. Ở đây thì các bạn nhỏ từ mấy tuổi bắt đầu chơi được anh? Thường các bạn từ lớp 1 khoảng 6 tuổi là đã có thể chơi rồi. Nhưng mà dưới 14 tuổi thì quy định ở đây là phải có bố mẹ vào kèm. Ở đây em thấy trẻ con đến chơi cũng nhiều ấy. Đúng rồi, các bạn chơi rất chuyên nghiệp luôn chứ. Cũng có những bạn là học mẫu giáo nhưng các bạn đã từng trượt patin. Các bạn ấy trượt tốt rồi, bố mẹ đi cùng thì mình vẫn sẽ cho vào. Linh Phương thấy trượt băng này như thế nào? Cảm thấy thích hơn là so với cả trượt patin không? Em thấy là mỗi cái nó sẽ có một cái thích riêng, nhưng mà trượt băng có một cái khá là đặc biệt là nó mát ý.
kể cả khi mà mình ngã thì mình cũng cảm thấy mát trước khi mà mình đau. Hơn nữa là may mà có những đồ bảo hộ này, thế nên là từ nãy đến giờ thì Minh Hương ngã cũng khá là nhiều lần rồi, thế nhưng mà không thể đau lắm. Đúng rồi, em nghĩ là đồ như thế này chúng ta rất là cần. Mình không, kể cả các bạn mà đã chuyên nghiệp rồi ấy, thì cũng nên đeo vào để giả sử mình có những tình huống không may mình ngã đi thì trời sẽ không đau lắm. Chứ vừa nãy nếu như mà có phần mà không có bảo hộ ở bên trên này này là em là cảm thấy lúc mà ma sát với lại mặt băng á là nó khá là đau, bởi vì nó lạnh nữa cơ, cả lạnh cả đau nên nó rát và nó đỏ lên luôn. Trượt ba tanh hay là đi trượt băng thì cũng đều cảm thấy rất là dễ chịu luôn ấy, kiểu là mình được buông tỏa hết những cái stress, rất là những cái mệt mỏi chuẩn bị cho những cái hành trình mới. Đúng vậy đấy. Khi vào đây rồi thì mình phải thật sự tập trung vào cái đường trượt của mình như thế này. Đâm ra là mình tập trung vào một thứ khiến cho mình cảm thấy khá là thư giãn. Đấy rồi thì mình nhìn thấy bạn trượt băng cũng khá là chuyên nghiệp ấy. Bạn đã bắt đầu với cả bộ môn này từ bao giờ? Em bắt đầu tập trượt từ khoảng 3 năm trước. Khi trượt băng em thấy nó rất là thư giãn. Em hay trượt vào các buổi tối trong tuần. Một năm đầu là em chỉ học trượt vui vui đấy. Còn khoảng 2 năm gần đây thì em mới học nghiêm túc các kỹ năng trượt. Ê là chị, em thấy là các bé của mình còn khá là nhỏ tuổi thôi. Lý do vì sao mà chị lại cho các bé tham gia bộ môn trượt băng này? Có sợ là nguy hiểm quá không ạ? Thật ra thì bộ môn trượt băng này thì không nguy hiểm đối với các bạn. Và mình muốn tạo cho các bạn cái sự năng động từ ngay từ bé. Thì các bạn rất thích cái trượt băng này, dù thời tiết là rất là lạnh. Tuy nhiên thì chị vẫn cho các bạn này chơi đấy, các em thấy đấy, thì các bạn rất là thích. Điều mình thích nhất ở sân trượt băng này là gì ạ? Cảm giác như là nó thoải mái và các bạn trượt nó rất là tự tin và các bạn ấy thích, nên chẳng là các bạn ấy vui. Các dịch vụ ở đây thì chị thấy nó khá ok. Các bạn nhân viên ở đây cũng rất tận tình và chị rất thích là các con chơi ở đây. Và những ngày cuối tuần hiện hơi đông, là trong tuần thì có sân trượt băng ấy khá rộng rãi mà có thể luyện các động tác và các step đi quanh sân. Em cảm thấy là sức khỏe được nâng cao lên hơn hẳn và kiểu độ uyển chuyển cả độ dẻo dai của mình cũng được cải thiện nhiều. Và đó là trải nghiệm của Minh Hương và Linh Phương tại sân trượt băng ngày hôm nay. Về không gian thì Minh Hương đánh giá đây là một không gian rất là rộng rãi, thoải mái và sạch sẽ nữa. Đấy, quý vị đến đây thì có thể là trượt xung quanh ở đây mà không sợ là bị va chạm vào mọi người. Về giá cả thì cũng có hơi cao một tí, thế nhưng mà Linh Phương cảm thấy rất là xứng đáng bởi vì chúng ta được hưởng thụ một cái dịch vụ rất là tốt này. Cùng với đó thì các bạn nhân viên cũng hỗ trợ chúng mình rất là nhiệt tình. Tất cả những gì khó khăn đều có thể hỏi và được hỗ trợ nha. Còn có cả những dụng cụ như thế này để đảm bảo an toàn chúng ta nữa. Có gì mà kể cả những bạn mà lần đầu tiên trải nghiệm như cả là chị Minh Hương và như Linh Phương cũng thế thì sẽ được hỗ trợ rất là nhiệt tình luôn. Ở đây thì vào cuối tuần sẽ bị giới hạn thời gian là tầm chỉ được chơi trong vòng 1 tiếng rưỡi thôi. Thế nên là Minh Hương khuyên quý vị là hãy đến đây vào các ngày trong tuần. Khi đó thì có thể thoải mái chơi từ sáng cho đến tối luôn, không bị giới hạn một chút nào cả. Và các bậc phụ huynh khi mà đưa các bé nhà mình đến đây để trượt băng thì cũng khá là yên tâm đấy. Bởi vì là các bậc phụ huynh cũng có thể ngồi ở hàng ghế bên cạnh để quan sát con em mình. Và các bé thì cũng được hưởng thụ một cái môi trường khá là rộng rãi và an toàn. Hơn nữa thì ở đây cũng có cả những chú hải cẩu hay là chim cánh cụt để hỗ trợ mình dễ đi hơn nữa. Và với tất cả những tiêu chí đó thì Hà Nội Review sẽ dành cho sân trượt băng này với mức điểm là 3.5 sao. Một kinh nghiệm xương máu mà Minh Hương rút ra khi trải nghiệm bộ môn trượt băng này, đó là quý vị nên đi tất cao cổ khi tham gia trượt băng. Nếu không, khi hoạt động nhiều sẽ bị phần nhựa ở giày cọ vào và làm xước da. Rằng Hà Nội Review ngày hôm nay đã đem đến cho quý vị một gợi ý để lấy lại năng lượng làm việc và chúng tôi sẽ còn trở lại với nhiều hoạt động và địa điểm thú vị khác nữa. Vì vậy quý vị đừng quên ủng hộ Hà Nội Review trên kênh Hà Nội 1, website hanoionline.vn cùng với đó là các nền tảng số khác của Đài Hà Nội như Facebook, TikTok và YouTube. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.